Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, tôi là Quang Tuệ, trở lại cái chương trình phỏng vấn một số chư tôn đức tăng ni. Dạ, trước mặt chúng tôi là Thượng tọa Thích Hạnh Bình, thầy từ Đài Loan về Việt Nam và bây giờ qua Mỹ, nhân dịp dỗ cố Đại Lão Hòa Thượng 5 năm cũng như là khóa tu học ở Phật học viện quốc tế. Thưa quý vị, là thầy là một người đã tốt nghiệp chương trình tiến sĩ Phật học bên Đài Loan và thầy phụ trách giảng dạy rất nhiều chương trình bên Việt Nam. Hiện thầy có một cái trú xứ nhỏ nhưng mà đó là nơi đào tạo những người tăng sĩ để dịch kinh. Hôm nay chúng con được hân hạnh được gặp thầy. Xin chào thầy Hạnh Bình. Con biết rằng con đọc trong cái cuốn kỷ yếu ngày giỗ của Hòa Thượng, cái ngày mất của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, con có đọc được một cái bài của thầy khi thầy về Nguyên Thiều, thầy gặp Đại Lão Hòa Thượng lúc còn sinh thời, và thầy có nói lên được rằng cái ước nguyện về giảng dạy cũng như là đào tạo tăng sinh. Xin thầy cho một số cảm tưởng về cái ngày giỗ hôm nay cũng như là một cái sự hướng đến cái mục đích mà Hòa Thượng để lại cho thầy cũng như một số chư tôn đức tăng ni. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa anh Quang Tuệ cũng như là toàn thể quý vị, thật sự rằng là tôi là một người trong số tăng ni sinh ở Nguyên Thiều một lớp với thầy Minh Thượng tọa Minh Dung, hiện giờ là đang trụ trì cái Sơn Tùng cũng như là Quang Thiện. Trước khi Hòa Thượng mất thì trước 1-2 năm mà tôi có về ở tại Tu Nguyên Thiều thì Hòa Thượng là có quan tâm, Hòa Thượng không nói tôi vấn đề gì, những vấn đề của quốc gia, tất cả anh đều không có nói chuyện tôi, nhưng mà Hòa Thượng là chỉ nói vấn đề giáo dục. Và cái ưu tư nhất của Hòa Thượng là muốn làm thế nào để phiên dịch cái bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái quan điểm mà nó có thể nói rằng là rất là sâu lắng ở trong tâm hồn của Hòa Thượng. Và Ngài cũng nghĩ rằng đây là một cái điều mà có thể làm cho Phật giáo phát triển trong tương lai bất kỳ ở đâu. Phật giáo Việt Nam chúng ta thường là tự hào rằng là có 2.000 năm lịch sử. Tuy nhiên, nói đến một cái cụ thể là Phật giáo Việt Nam đã để một cái kho tàng văn hóa cũng như là giống như là một cái bộ Đại Tạng Kinh thì Việt Nam cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Thì đây là một cái điều mà có lẽ rằng Hòa Thượng là cái người quan tâm, một trong những người quan tâm. Thì sau khi mà tôi được nghe Hòa Thượng chỉ dạy như vậy, trong những cái năm kế tiếp thì tôi bắt đầu khi về Việt Nam thì tôi đã cố gắng làm thế nào để thực thi một cái ước nguyện đó. Thì trong những năm qua thì tôi đã về Việt Nam dạy cho cao học, cho đại học và dạy cao đẳng tại Đại Tùng Lâm cũng như là cái khóa phiên dịch của Hòa Thượng Minh Cảnh. Tuy nhiên nó cũng có nhiều cái vấn đề và tôi nghĩ rằng là chỉ có một cái vấn đề mình làm thế nào để nó chuyên thì mới có thể là hoàn thiện cái bộ Đại Tạng Kinh. Cho nên bản thân tôi thì tôi đã tự về thành lập một cái những cái lớp chuyên về phiên dịch riêng. Thì hiện nay là Tiến đã khai trương và đã thực hiện là năm vừa rồi cho đến hôm nay. Thì cái đó tôi nghĩ rằng là tôi muốn, thứ nhất là muốn đền đáp cái công ơn của Hòa Thượng. Cái thứ hai là tôi muốn đi chuyên sâu vào công việc gọi là phiên dịch, nghiên cứu cái Phật học. Thì cái đóng góp của tôi là như vậy. Ngày hôm nay là ngày kỷ của Hòa Thượng 5 năm. Thì Hòa Thượng tọa Minh Dung có cái nhã ý là mời tôi qua để tham dự cái khóa an cư cũng như là cái ngày kỷ của Hòa Thượng. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái dịp mà tôi có thể đi đến và thăm lại những anh bạn bè xưa, mấy thầy bên đây. Thì đây là một cái điều mà tôi rất là vinh hạnh và được đến ở nơi đây. A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy và chúc thầy ở lại Mỹ trong những ngày sắp tới vui và mời thầy về Quang Thiện để giảng trong cái ngày tu học tháng 7. A Di Đà Phật.